Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu cách Hexasin đồng bộ thông tin sản phẩm giữa nền tảng thương mại điện tử Haravan và phần mềm quản lý bán hàng đa kênh nhanh.vn. Hiện tại trên màn hình, mình đang có 3 tab. Thứ nhất là giao diện của nhanh.vn, một phần mềm quản lý bán hàng đa kênh phổ biến tại Việt Nam. Tab thứ hai là giao diện của nền tảng thương mại điện tử Haravan, là nền tảng giúp khách hàng quản lý thông tin cửa hàng cũng như hoạt động bán hàng một cách dễ dàng. Và tab cuối cùng là giao diện làm việc của Hexasin, một nền tảng trung gian giúp tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đồng bộ thông tin sản phẩm từ nhanh.vn sang Haravan thông qua nền tảng Hexasin. Đầu tiên thì mình sẽ tạo sản phẩm mới tại nhanh.vn bằng cách chọn sản phẩm. Click vào thêm mới. Tại đây, mình sẽ điền các thông tin cơ bản về sản phẩm như tên, mã sản phẩm, giá bán, số lượng tồn đầu. Sau đó bấm lưu. Trở về mục sản phẩm, mọi người có thể thấy là sản phẩm bình giữ nhiệt đã được tạo thành công ở nhanh.vn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng kiểm tra xem là Hexasin đã nhận được các thông tin này chưa. Mình sẽ copy mã sản phẩm để tiện cho việc tìm kiếm sản phẩm ở Hexasin. Ở màn hình giao diện Hexasin đang có một số bản demo hiện sẵn. Ở đây thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến profile của tích hợp Haravan và nhanh.vn. Trên màn hình, các bạn có thể thấy là các task được cấu hình để phục vụ cho việc đồng bộ thông tin giữa Haravan và nhanh.vn. Vừa rồi thì mình đã tạo thành công một sản phẩm mới ở nhanh.vn, nên chúng ta sẽ cùng kiểm tra thông tin sản phẩm mới thông qua task đồng bộ sản phẩm từ nhanh.vn sang Haravan nhé. Mình sẽ sử dụng mã sản phẩm vừa copy để tìm kiếm sản phẩm này đã được Hexasin kéo về hay chưa. Kết quả tìm kiếm thì cho thấy Hexasin đã kéo được thông tin sản phẩm về thành công cùng với một số thông tin cơ bản. Dựa trên Destination ID đã xuất hiện thì mình có thể biết được là sản phẩm này đã được gửi sang Haravan thành công. Chúng ta hãy cùng kiểm tra thử xem nhé. Từ màn hình chính của Haravan, chọn sản phẩm, paste mã sản phẩm vào thanh tìm kiếm. Như mọi người có thể thấy, sản phẩm có mã BGN1 đã được đồng bộ thành công từ nhanh.vn sang Haravan. Với các thông tin như tên, mã sản phẩm, giá, số lượng hàng tồn. Vậy là mình đã thực hiện xong demo đồng bộ sản phẩm từ nhanh.vn sang Haravan. Hiện tại thì đây chỉ là bản demo nên chỉ bao gồm các thông tin cơ bản. Các thông tin cần thiết khác khi sử dụng Hexasin thì có thể chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng. Nếu có câu hỏi nào thì các bạn có thể đặt câu hỏi cho team BSA để được giải đáp thêm nhé. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. BSA Connecting Application Automating Processes.